nhằm nắm bắt được mạng lưới phân phối các mặt hàng được sản xuất trong nước, các loại hình thương nhân, hình thức phân phối, có đăng ký kinh doanh, mật độ các điểm bán hàng hàng Việt trên cả nước. Để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước, vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương đang tiến hành khảo sát xây dựng bản đồ hệ thống phân phối hàng Việt. Mục đích của bản đồ hệ thống phân phối hàng Việt nhằm giúp các cơ quan quản lý nhà nước nắm bắt được chất lượng hàng hóa, phân biệt hàng thật, hàng giả, xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật phù hợp với thực tế nhằm phát triển thị trường trong nước cho hàng hóa Việt Nam. Bản đồ hệ thống phân phối hàng Việt sẽ giúp doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng Việt Nam nắm bắt được mật độ phân phối ngành hàng liên quan, địa chỉ liên lạc của các cơ sở phân phối để ký kết bán hàng hoặc thu mua mặt hàng tại địa phương. Ngoài ra, người tiêu dùng cũng nhanh chóng tìm được mặt hàng có chất lượng, uy tín trên hệ thống bản đồ hàng Việt mà các doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia. Chương trình đã tiến hành khảo sát tại 3 tỉnh Tuyên Quang, Hòa Bình và Hà Tĩnh. Trên cơ sở đóng góp ý kiến của các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh, vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương dự kiến sẽ khai trương hệ thống bản đồ hàng Việt vào tháng 1 năm 2016.